Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 17 tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh dẫn tế 1824-2024, tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế 1826-2024 và hội thảo khoa học cấp quốc gia 200 năm kênh dẫn tế giá trị lịch sử tầm nhìn tương lai chủ trì cuộc họp phó chủ tịch thường trực quỹ ban nhân dân thành phố châu đốc trần quốc tấn Tại cuộc họp, sau khi nghe phòng văn hóa thông tin thành phố báo cáo tóm tắt dự thảo kế hoạch, các đại biểu cùng nhau trao đổi thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp nhằm tổ chức thành công các sự kiện diễn ra lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế 1824-2024, tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế 1826-2024 và hội thảo khoa học cấp quốc gia 200 năm kênh Vĩnh Tế giá trị lịch sử tầm nhìn tương lai một cách chu đáo nhất. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 tại trung tâm thương mại Vĩnh Đông, phường Núi Sam, được truyền hình trực tiếp trên đài phát thanh truyền hình An Giang với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa đặc sắc dự kiến công bố trao bằng xác lập kỷ lục Việt Nam về kênh Vĩnh Tế, kênh đào thủ công dài nhất Việt Nam, tổ chức lễ tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế tại Lăng Thoại Ngọc Hầu với nghi thức lễ cúng tiên thường vào ngày 14 tháng 11, lễ cúng chánh tế vào ngày 15 tháng 11, đồng thời tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia 200 năm kênh Vĩnh Tế, giá trị lịch sử, tầm nhìn tương lai trực tiếp trên nền tảng số của Đài Phát Thanh Truyền hình An Giang vào ngày 14 tháng 11 tại Hội trường Thành quỷ Châu Đốc bên cạnh đó bảo tàng tỉnh hội khoa học lịch sử tỉnh liên hiệp các hội dân học nghệ thuật và ủy ban nhân dân thành phố châu đốc phối hợp tổ chức không gian trưng bày triển lãm chuyên đề 200 năm kênh dĩnh tế giá trị lịch sử và thành tựu và các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao ẩm thực nhằm tuyên truyền quảng bá về các giá trị văn hóa lịch sử và du lịch của thành phố châu đốc của tỉnh an giang đến giới bạn bè trong nước và quốc tế Sắp tới đây, thành phố Châu Đốc sẽ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 200 năm hoàn thành kênh Vĩnh Tế 1824-2024, tưởng niệm 198 năm ngày mất bà Châu Thị Tế 1826-2024 và hội thảo khoa học cấp quốc gia 200 năm kênh Vĩnh Tế giá trị lịch sử, tầm nhìn tương lai để tưởng nhớ công lao của bậc tiền nhân khai quang mở cõi, tôn vinh kênh Vĩnh Tế, một công trình lớn mang tính lịch sử, thể hiện trí tuệ, sức lao động sáng tạo của của cha ông trước đây, qua đó góp phần quảng bá, giới thiệu về hình ảnh dùng đất con người, các giá trị văn hóa tiêu biểu đặc sắc của thành phố Châu Đốc nói riêng, của tỉnh An Giang nói chung đến giới du khách gần xa.